Đây là những chuồng nuôi dế ở trang trại Thanh Xuân. Bà con có thể làm bằng rất là nhiều các cái vật dụng. Ví dụ như là đây là thùng nuôi làm bằng phóc. Đây dế con. Thủy bìa trứng gà. Nắp bằng gỗ có gắn lưới để tạo độ thông thoáng cho con dế. Các con dế con. Các con có thể tận dụng thêm các loại thùng để nuôi dế. Đây là dế bố mẹ. Một thùng nuôi mỗi chiều khoảng 60 x 1m2. Hiện nay thì bà con nuôi được khoảng tầm 6 cân dế, 5 đến 6 cân dế thương phẩm. Dế bám đều vào các bề mặt của các cái vỉ trứng này. Được rất nhiều dế. Bà con có thể nuôi bằng vỉ bìa trứng gà, trứng gà hoặc các cành lá chùm phơi khô hoặc là các cái miếng bìa gập vào để cho dế bám. Những cái vật dụng đấy thì đều có tác dụng để hút ẩm. Trại Thanh Xuân có hai cơ sở chính là ở một cơ sở Hà Nội và một cơ sở ở Nam Định. Hai nơi đều có hỗ trợ thu mua cho bà con. Bà con liên hệ với cơ sở 1 thì liên hệ với số máy 0974870000 để được biết thêm nhiều thông tin và tư vấn về hỗ trợ về cách nuôi khi bà con mua giống tại trại. Còn về Nam Định thì bà con liên hệ với Bắc Mạc số điện thoại 0945370300 để mua giống và bán thương phẩm ở Nam Định. Trang trại Thanh Xuân có hỗ trợ bà con về kỹ thuật chăn nuôi. Giá thu mua ổn định không thay đổi trong nhiều năm. Và có từng định mức để bao tiêu thu mua thì bà con cứ liên hệ. Theo hai nơi thì bà con liên hệ và theo từng nơi để bán hàng. Bà con cứ có những câu hỏi gì thắc mắc hoặc kỹ thuật hoặc là bao tiêu thu mua thì bà con hỏi rõ ràng trước khi đầu tư mua giống. Các thùng nuôi thì mình có thể linh động mình làm bằng thùng bìa cắt tông cũng được. Thùng bìa cắt tông là tốt nhất. Tấm bìa loại dày hoặc thùng gỗ. Tất cả các thùng nuôi đều có làm nắp đậy để tránh thạch thùng ăn dế lúc còn nhỏ, tránh những con tác nhân bên ngoài, ví dụ như là đàn lằn hoặc các kè hoặc các chuột, mèo, gà, rất nhiều con nó thèm ăn cái con dế này, nên bà con nên làm nắp và có gắn lưới để tạo độ thông thoáng cho dế. Đây là dế này là có dế nhỏ. Dế
Cái nhỏ nó bám ở đầy góc bề mặt biển. Giống dế trang trại chân cung cấp là giống dế Thái. Giống dế Thái mà giống dế này thì chúng tôi xuất khẩu được, chữa bệnh, dùng để làm thuốc và mồi ăn cho các con vật nuôi hoặc là làm cung cấp cho các nhà hàng. Trại Linh Xuân thu mua dế thương phẩm vào trên 30 ngày, trên dưới 35 ngày là dế đã hoàn thiện rồi và bán về cho trang trại Linh Xuân được rồi. Bà con tham khảo tại kênh YouTube trang trại Thanh Xuân kênh 1, trang trại Linh Xuân kênh 2, trang trại Linh Xuân kênh 3, trang trại Linh Xuân kênh 4 và trang trại Linh Xuân Thanh Xuân kênh 5. Ngoài ra thì có website của trang trại Linh Xuân, đó là trang trại thanh xuân.com. Tôi mời bà con vào để tham khảo rất nhiều thông tin. Con gì trong kia nhỉ?